Như chào chưa? Như chào mẹ cô giáo chưa? Mẹ ơi, con thúc và cà chì nói thì con mèo này kêu. Dạ, con phải ấn nó mới kêu chứ. Nhưng mà con thúc và cà chì. Thế con lai em mèo đi chơi đi. Lai mèo đi chơi đi nhá. Rồi. Để à? Mẹ đợi đi. Rồi đợi đi. Con phải lái xe chứ, con phải chỉnh tới đây chứ, đâm vào đấy bây giờ. Chân ngắn rồi. Chân Nhi ngắn rồi. Quay đầu, quay đầu. Quay. Quay bên này chứ. Quay tiếp đi, con đâm vào chó này. Chị thắng, đi thắng. Đâm vào anh Đạt. Ừ. Xe đi nhanh á. Con đạp nhanh thì nó đi nhanh thôi. Đâm vào anh Đạt. Con đi xe này, con lai em đi. Con mà. Ôi, đi xe mà mẹ đẩy thế này có là đi xe. Đạp mày vào, đạp đi, đạp. Đạp đi. Mẹ đẩy. Thôi, phi vụ đi xe này không ổn rồi. Đi ra giúp mẹ vắt mật đi. Đi ra giúp mẹ vắt mật ong nha. Vâng ạ, con đi đây. Nào như quay xe để đi ra kia vắt mật nào. Mẹ, là con đi ra. Vâng. Chỉnh xe thẳng, chỉnh thẳng. Thẳng cơ mà. Đúng rồi. Cho chân lên đạp. Mẹ, đạp con đi đi đạp. Đạp xe mà chả thêm mất tí sức nào này á nhỉ. Rồi, được rồi. Dừng ở đây nha. Đây, ra đây xem mẹ có. Như ra đây xem mẹ có gì này. Xin chào quý vị khán giả. Con đứng bên này. Đây là mấy tổ mật ong rừng mà vừa rồi chồng mình đi Điện Biên mang về. Con thấy có ong ở đây mẹ ạ. Ừ? Con thấy có ong ở đây mẹ ạ. Có. Nào, để yên mẹ mở từng ấy ra. Ôi, quên mất cái túi ngô của Nhi này. Con muốn ăn nó. Từ từ đã. Con muốn ăn đi. Con đi lấy cho mẹ cái khăn lau vào đây gọi là. Cho ra chỗ ông lấy khăn lau đây cho mẹ. Đây là những cái đồ chuyên để vắt mật của mình. Trưa nay thì đã tranh thủ rửa rồi. Đây mẹ mượn để mẹ lau qua. Đây ạ. Nó chưa khô hẳn. Đây này. Cái này là chuyện để bắt đầu. Ôi dồi ôi Nhi ơi, con phải để gọi mà chứ ai cho con vứt xác bừa bãi như thế. Mẹ có dạy thế đâu. Đó. Cái mật ong khoái thì rất là dễ vắt thôi mọi người. Chỉ cần để mà ra đây thôi. Hả? Ờ, tí nữa. Mẹ để găng tay đâu nhỉ? Đấy, con thích thì con đeo. Nhi ơi, Nhi vứt vỏ cẩn thận vào chứ. Ôi giời ơi, con gái toay. Con muốn ăn ngô. Ăn ngô. Anh Đạt ơi, anh Đạt. Nhưng mà ăn ngô sao con vứt, con để ngoài vào cái túi này chứ. Nó có cái túi được ngô mà con. Ôi giời ạ. Con mẹ được. Đây. Mẹ ơi, dâu nó con đi đâu nó đâu. Cái dâu của nó để con bỏ ra. Con làm được việc đấy mà. Mẹ ơi, chắc con phải cứ có cái nỉ thôi. Không cần nỉ đâu con ạ. Con tự đi lấy đi. Hôm nay đổi phong thủy mang vào trong đấy vắt. Đây có một tổ khoái, cái tổ này to thì 4 cân.
Mình đăng lên thì đã có khách lấy rồi. Mình cởi ra. Mình bên trong cũng là một túi nữa. Con chào vui. Ừ? Con chào vui. Ừ. Con chào vui mẹ ơi. Chưa mẹ đi ra găng tay vào. Từ từ nhá. Không phải bóp đâu con, cái này không phải bóp đâu con. Đeo tay cho nó đảm bảo vệ sinh thôi. Ôi trời ơi. Cực quá. Để cô ra cho chơi đi. Để con người. Ui ông kia, mẹ ơi, ghê quá. Có cái gì đâu mà ghê con, đây là ông khoái này. Ông khoái à, ông khoái có tốt không? Chính. Mẹ con xem, chưa xem video à? Thì bố bị đốt mấy cái đấy. Ôi Nhi ơi, từ từ. Không như thế đâu con, bà đặt đi vào bếp lấy cho mẹ một cái thìa đây để em ăn, mẹ lấy cho em ăn. Có ăn mà. Xin nhấc cái tổ mật này lên cho mọi người xem nhá. Cái tủ này thì có khách lấy rồi mọi người ạ, cho nên là mình sẽ không vắt nữa mà mình chỉ cho mọi người xem thôi. Xin nhấc cả bầu lên nhá. Tủ này là 4 cân, có khách lấy rồi. Đặt đây từ từ đã con. Đây mọi người có thể xem này. Ông này bị làm sao rồi mẹ? Đây là cái phần phấn hoa này. Nó mẹ ơi, đây, con ông này là con chết ông rồi. Khoái này. Ông chết rồi mẹ ơi. Được rồi, đừng động vào cái tủ này con, để mẹ gửi cho khách ở Thái Nguyên. Ông Khoái thì mình cũng đã bắt, đã like và cũng quay video rất là nhiều trên page Giàng A Pháo. Mẹ ơi, mẹ nhìn đi. Hôm nay thì mới mẹ ơi, chính là của ai? Của mình hết con ạ. Rồi. Mẹ sẽ thế này nhá. Mẹ bác sĩ mẹ ơi. Ông ta. Mẹ ơi, có thấy một con bị bay ra ngoài không? Ừ. Ông bay ra ngoài thì còn chạy đó mà không bị ớt này, nó chết từ đâu rồi mẹ ạ? Nhi ơi, đừng dẫn này, cái nắp của nó vỡ đấy con ạ. Nào! Nào! Ông dừng. Đây vẫn là phấn hoa này. Đây chính là phấn hoa này. Con ong này thì nó nhỏ hơn. Ui mẹ ơi, con cần nói làm gì à? Mẹ ơi. Ừ? Bây giờ mình để con cần nói làm gì? Con ăn không? Con ăn thử không? Này, miếng mật này. Nhưng mà con được ăn. Ừ? Có ăn. Như ăn không? Phấn hoa này. Phấn hoa, con ăn đi. Ăn. Đây, phấn hoa thì ăn nó sẽ không ngọt như mật. Mẹ ơi, dạ. Con ăn đâu? Ăn thôi. Hình như con ăn này sợ mất. Con thử cắn một miếng chặt con. Đây, trời ơi, tổ mật này. Con muốn ăn. Ui trời. Mật của nó có phải được cả hoa nữa. Những cái tổ mật này thì là làm ở trong hang đá rồi. Yeah, nó còn cái tổ rồi. To mình vừa cầm yeah, là tổ khoái cành. Làm ở trên cành cây. Đây á. Con. Cái này tất cả đều là mật ong rừng nha mọi người. Không, cái này không phải mật ong nuôi, mật ong. Bên đây con. Cứ bình tĩnh nào. Ăn. Quá. Con bóp nha.
không phải bóp đâu con ơi. Đây, thì mẹ cắt nó khắc chảy ra thôi mà. Nặng quá. Sao ông có thể tạ 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 mà ông kiểu gì á? Ông thích qua. Con ra giữ xô cho mẹ con. Con bẻ nó ra ngu. Đá đây, đứng dậy ra ra. Giữ cái xô cho mẹ để mẹ nhấc mà lên sang bên này. Sang bên này. Con định kiếm cái bọn ông một tí. Ui nặng thế. Dí xuống. Ôi sao. Nếu con có chả được này. Nó dính cái gì nhỉ mà. Nó dính cái gì mà không nhấc lên được nhỉ? Bọn ông dính đây. Mà ông có thể dính mà mẹ. À, nhé lại đổ ụp một phát ra. Nào, tay ra, tay bỏ tay ra. Đổ ụp một phát thì nó sao? Chơi lớn mà phát xem nó thế nào nhé. Mẹ ơi, dạ. Ngon luôn. Ngon không? Nhớ một phát. Nặng quá. Bên trong chỉ ngon lắm. Ui trời ơi. Ôi trời ơi, thật nó nặng lắm luôn ấy. Cái này nó nặng hơn cả bê tông ấy. Nặng ngon quá. Ừ. Một cân mật ong rừng này thường nó sẽ nặng tầm khoảng từ 1 cân 2 cho đến 1 cân 4. Có những tổ đặc biệt nó cũng phải gần cân rưỡi hoặc 1 cân, 1 lít ấy. Mẹ ơi, con không thể bê cái này được. Mẹ ơi, mẹ để cho nó thẳng đi, nó bị ngéo. Ôi trời, nó nặng này, nó chịu rồi đấy con. Từ sang bên kia đấy mẹ ạ. Con đi lấy một cái bát này để mẹ đựng riêng phấn hoa này ra để ăn hoặc là ngâm rượu. Cái này có thể là phấn hoa để ăn trực tiếp luôn này. Đã ăn đi cho nó bổ. Đan. Xin mời mọi người. Đây là phấn hoa. Mẹ ơi, nhìn không giống như bò sông nhỉ? Khá là nhiều vậy, tí mình sẽ để riêng ra và Đã đi vào lấy cho mẹ cái bát để mẹ. Bạn nghe thấy mẹ nói gì không? Chia. Nhi. Nhi ơi. Chia đây. Chia mà. Bắt bé thôi ạ. Cái lẻ sẽ ống mật nó bé thì sẽ lâu hơn ạ. Mình cắt cái bầu mật đây là nó sẽ chảy ra. Trời ơi, nhiều phấn hoa dã man. Dạ ông, tại sao đồ ăn này có hoa mẹ? Mẹ ơi. Trời ơi, nhìn ngon dã man. Mẹ. Dạ. Ông lấy mật ong kiểu gì? Con ong đi hút mật hoa đấy con. Hoa có mật ong à? Người ong đi hút mật ở hoa về tổ đã thành mật ong á. Mật ong. Mấy bây giờ mấy con ong này bị chết rồi. Phấn hoa này. Mấy con ong này bị chết rồi. Nào con này, con cái tay của con. Vâng ạ. Nó bị sặc mật đấy. Đi sặc. Dữ gì vậy? Cái này nếu mà bóp nhiều nó sẽ tạo ra. Tạo ra gì mẹ? Tạo ga, nó sẽ giống như kiểu coca của con mà lắc lên là nó sẽ bị phì, tạo ra ga nó nổ ra. Thế à? Ừ. Ôi. Nào con ngồi cho mẹ làm. Đây. Đây là phấn hoa. Khá là nhiều phấn hoa. Cái sát này thì nếu như mà mọi người có nhu cầu ngâm rượu thì liên hệ em sẽ gửi tặng nhé. Sát thì một số chỗ người ta bán nhưng mà em thì không bán. Tặng thôi. Tặng cho khách mua mật. Hoặc là cái mật, cái miếng già như này thì cũng không bắt đâu mà để đây để ngâm rượu. Mật già. Ôi, tuyền phấn hoa này. Trời ơi. Cái miếng này tuyền phấn hoa luôn. Nào, đặt đây ra nào. Đây ạ. Đó, cái này để ngâm rượu.
Cái mật này thì thường là sẽ mỗi tổ mình sẽ để riêng chứ không trộn lẫn vào nhau. Trước mình cũng thử dùng phễu rồi nhưng mà nó khá là cồng kềnh. Chính ra chắc trực tiếp này dễ hơn đấy, khi mà mình quen rồi mình làm cái này nó dễ hơn. Mẹ ơi, Nhi vừa lấy cái chai tính vào ca bút đầu. Bút đầu Nhi. Ôi, thành quả đây mọi người ơi. Một lít mật. Bút đầu. Đâu rồi Nhi? Nhi ơi, để yên cho anh Đạt học bài nào. Mật rất là đặc luôn. Tủ này đặc nên là nó quánh quá, vắt nó lâu. Mọi người có thể nhìn thấy những cái bọt này đây chính là cái ga. Và đặc trưng của mật ong rừng đó là độ tạo ga, độ kết tinh. Và màu sắc thì nó sẽ khác nhau tùy từng tổ, tùy từng vùng hoa, màu hoa mà ong hút mật. Độ đặc loãng, độ kết tinh, màu sắc. Đó chính là đặc trưng của mật ong rừng. Màu này, tổ này màu hơi nâu nâu, vàng sậm. Hai anh em nhá. Hôm nay có hai cộng sự nhưng mà hơi nhiễu. Lúc nãy thì có bạn ship mật vào đây, bạn pháo ship mật vào đây nhưng mà có việc đột xuất lại đi mất rồi. Ôi, mẹ cảm ơn. Cảm ơn con. Đây con. Đi giỏi thế nhỉ? Cái gì? Đạt uống. Em mời anh Đạt uống nước cho con. Tôi không phải hát rồi. Này. Tiếp theo là tô xô mật này nữa. Tổ này là khoái cây rồi. Ngoài này là canh cây rồi. Úi dồi ôi. Màu sẫm. Wow. Ôi, đây. Khoái này. Cái này khoái cành. Cái mật khoái này vắt nó sẽ dễ hơn, sẽ nhanh hơn. Mình chỉ cần làm vỡ cái nút của nó thôi là mật nó sẽ tự chảy ra. Rất là nhanh. Cái mật hôm nay lâu quá. Đợi lâu, trời tối cả đi rồi.
sự cho mọi người xem này. Cắt như này và việc còn lại là mật nó sẽ tự chảy xuống dưới. Phấn hoa này, này chính là phấn hoa này. Phấn hoa này rất là bổ. Đó, được một như này ít thôi nhưng mà mình có hẳn một âu, lúc nãy nhặt riêng ra được một âu này. Xong. Ôi, bằng này mật, à bằng này sáp. Ai ngâm rượu thì liên hệ nhé, em sẽ tặng sáp. Mua mật tặng sáp. Đó, cái khoái này nó được mật hơn. Tổ này còn đen hơn tổ kia cơ. Đen hơn nhưng mà tổ này lại loãng hơn tổ kia. Mật có vẻ loãng hơn đấy, tổ kia đặc hơn. Mình chưa nếm nhưng mà cái tổ lúc nãy rất là ngọt. Ôi, làm nhanh có trời sắp mưa rồi. Nó không đen hơn là mấy đâu nhỉ. Tổ này cảm giác là mật loãng hơn tổ kia, mà tổ kia đặc hơn. Xúc động quá. Tổ kia bị tác động vật lý nhiều nên là nhiều bọt hơn, tạo độ tạo ga nhiều hơn đấy. Tổ kia mưa đến hết rồi, đang nắng tự dưng lại mưa được, tài thật. À, mật thì bên mình bán theo lít như này, một chai như là một lít. Nếu mà khách mua nửa lít thì bên mình vẫn bán nửa lít nhé. Thời điểm này thì nó cũng chưa thực sự là nóng lắm. Tuy nhiên là vào tới hè, thời tiết nóng thì khi mà gửi mật thì thường là mình sẽ san mật ra làm hai chai. Để tức là mình sẽ không đóng đầy quá. Để tránh khi mà quá trình vận chuyển ấy, mật nó tạo ga thì có thể là nó sẽ bị phì nắp nó vỡ chẳng hạn. Thì mình sẽ chia làm hai. Cũng già nan phết nhỉ. Nó còn một tổ nữa. Nốt tổ này nữa.
Các tổ mật thì thường là sẽ riêng, để riêng nhé mọi người nhé, sẽ không cho nó chung vào nhau. Nặng quá, không có băng này tôi mà nó nặng thế. Chiến sĩ này là chiến sĩ mật. Đấy à. Ăn rừng. Dạ. Cái phễu con cũng mua về rồi đấy, nhưng mà dùng chỉ phải rửa thêm thôi chứ không giải quyết gì. Con chắt quen rồi nên là không cần phễu. Còn lọc bằng cái khăn xô, cái khăn đấy, nhưng mà cũng không ăn thua. Cái mật này nó quánh lắm. Bóp bằng cái lọc bằng cái vải đấy nó tạo ra nhiều lắm. Cái này tốt nhất là để nó tự chảy thôi. Ồ, con này nhiều phấn hoa thế. Nhà thôi, phấn hoa để ngâm rượu. Tặng cho khách ngâm rượu. Thèm lắm rồi. Giờ làm tương đối thôi. Không bắt được Kiệt nữa đâu. Ui, cái này là phấn hoa ấy chứ. Cả một tảng phấn hoa này. Phấn hoa lẫn vào thì nó sẽ... Đến giờ đói cơm rồi. Còn không được đến 3 lít. Tuổi này chắc được 2 lít rưỡi. Kết thúc chương trình bắt mật chiều nay. Sấm to thế. Đang chạy mưa mọi người ạ, sấm chớp to quá. Đây là phấn hoa. Đó, phấn hoa. Nếu mà ai có sở thích ăn phấn hoa hay là thường lấy để ngâm rượu thì liên hệ với mình nhé. Còn cái xác này thì mình sẽ tặng này. Đó, còn nếu mà mùng, đây là mật khoảng ong. Đó, mỗi một tổ là màu nó khác nhau này. Đó, mình sẽ để riêng 3 tổ. May quá cái tổ này vừa được 3 lít. Mật ong rừng nguyên chất 100% nhé. Tất cả mật mình đều là tự bắt, thế nên là mọi người yên tâm về cái độ nguyên chất của nó. Mình không mua những cái mật mà người ta bắt sẵn đâu. Tức là mình cái gì phải mắt thấy, tay nghe, mình mới tận mục sở thị, mình mới tin tưởng thì mình mới bán những cái sản phẩm đấy đến tay khách hàng. Đó, đây là sạp này. Đó, mình bắt rồi nên là mật nó vẫn còn ở đây đây. Đó, bây giờ thì xin phép tắt máy và dọn dẹp để đi về, mưa to mọi người, tí không về được. Cảm ơn quý vị đã theo dõi video. Chúc quý vị và gia đình nhiều sức khỏe. Xin chào, tạm biệt.